trong 3 ngày vừa rồi, tức là hết ngày mùng 7 tháng 7 ngày hôm nay thì nó sẽ hết cái chương trình dành cho Mi LED C845 với kích thước màn hình 65 inch đang bán với giá nhỉnh 18, 75 inch bán giá nhỉnh 23. Tuy nhiên thì có 2-3 bác thì muốn so sánh với tầm giá tiền như vậy với Samsung thì lựa chọn mua được mẫu này. Và ngày hôm nay thì sẽ so sánh với cả Q80D để các bác cùng xem và tham khảo mẫu TV mới nhất của Samsung trong năm 2024. Tất cả những cái mẫu mới nhất của Samsung trong năm 2024 thì BM đã lên kệ rồi. Những siêu phẩm với các mã hàng QLED và ngay cả cái mẫu Q80D thay thế cho mẫu Q80C của 2023. Dòng QLED với công nghệ đèn LED Direct Full Array, LED lens cao cấp thì cũng đã được trưng bày trên kệ. Hiện tại thì đây là một trong những mẫu 55 inch có cấu hình, có công nghệ màn, độ sáng, độ tương phản cũng như chip xử lý mạnh vào bậc nhất với phân khúc màn hình 55 inch mà trên thị trường đang phân phối và bán. Năm nay thì nó có thêm cái bộ xử lý AI NQ4 thế hệ thứ 2. Nó giúp cho cái quá trình xử lý từ hình ảnh chuẩn 4K bằng trí tuệ nhân tạo với 20 mạng mô phỏng thần kinh cho cái hình ảnh vô cùng chân thực, màu sắc sống động, chi tiết. Và ngay cả những cái khung hình có tốc độ chuyển động nhanh thì Q80D nó sẽ xử lý vô cùng mượt mà. Hiện tại thì đây là mẫu TV mới và thời điểm này mà các bác mua nhé. Hiện tại mà các bác mua cái mẫu này tại thời điểm này thì đang bán với giá nó khoảng nhỉnh 22 triệu. Tuy nhiên thì cái câu hỏi của một số bác mong muốn xem cái video so sánh với cái khoảng dưới 23 triệu thì lựa chọn C845 hay là Q80D. Nếu mà các bác gạt bỏ cái thương hiệu đi, các bác không quan tâm tới thương hiệu ấy, thì lựa chọn C845 mới là chính xác. C845 hiện tại thì 65 inch bán với giá nhỉnh 18, 75 inch bán giá nhỉnh 23. Kích thước to hơn hẳn so với cả Q80D. Chiều dài của 65 inch là 1m45, 75 inch là 1m67. Trong khi đó thì thằng Q80D của Samsung thì chiều dài của nó chỉ khoảng là 1m25 thôi. TV hiện tại thì càng ngày càng lớn và với những chiếc TV 55 inch hiện tại thì chỉ phù hợp cho những không gian nhỏ. Còn đối với cái khoảng cách từ vị trí ngồi tới điểm đặt TV từ 2,5m trở lên là các bác đã có thể sử dụng được TV 65 inch rồi. Con này thì 55 inch nhưng mà thiết kế nó khá là sang trọng và tinh tế. Chân đế kim loại nguyên khối, hình ngũ giác này. Bề mặt phía trước gần như là siêu mỏng luôn. Cảm giác không có giới hạn về khung hình và khung viền của nó là khung viền kim loại màu huy sáng. 55Q80D thì thay thế cho cái mã hàng Q80C của 2023. Năm nay thì nó có thay đổi hơn về giao diện của ứng dụng. Tuy nhiên thì vẫn chỉ là các chương trình có sẵn được Samsung họ cài đặt sẵn để người dùng có thể là lựa chọn xem truyền hình, xem phim hay là xem những cái show giải trí hay là có thể là sử dụng trình duyệt web để di chuyển tới địa chỉ của cái trang tin tức, đọc báo, nghe nhạc hoặc là xem trực tuyến những trận bóng đỉnh cao. Còn đối với cái hệ điều hành năm nay thì không có cải thiện quá nhiều. Năm nay thì có thêm trợ lý ảo Bixby. Các bác có thể tìm kiếm thêm nội dung từ bên ngoài màn hình. Tuy nhiên thì cái độ mượt mà cũng như là tìm kiếm nội dung chính xác, tốc độ phản hồi thì nó sẽ chưa thể so sánh được với các cái phân khúc TV chạy Google TV như của Sony hay của TCL. C845 75 inch bán với giá 23.590.000 đắt hơn khoảng nhỉnh 1 triệu so với cả 55Q80D. Nhưng con này thì là 75 inch. Khung viền kim loại gần như là tràn viền cả bốn cạnh luôn. Chân đế kim loại nguyên khối đặt tại vị trí chính giữa. Và điểm nhấn nằm ở phía sau của nó chính là cái cụm loa Onkyo của Nhật với công suất loa vô cùng lớn cho cái chất âm mạnh. Và hiện tại thì đây là một trong những chiếc TV có cái âm thanh bậc nhất. Nó không cần kết hợp thêm loa 63 để các bạn nghe âm của TV thôi. Nó đã vô cùng chất lượng và sống động rồi. 75Q80D của Samsung thì giá khá là chát. Nên là với cái phân khúc này mà cấu hình có chip xử lý này, có bộ nhớ 32GB này, có tìm kiếm giọng nói không cần cầm điều khiển này, và ngay cả cái việc mà các bác muốn cài thêm các chương trình từ bên ngoài thì trên Mi LED C845 nó có thể thực hiện hầu như là tất cả.
Đấy, các bác xem các chương trình, các ứng dụng để phục vụ cái việc là xem bóng đá, xem giải trí, xem phim trực tuyến không bị mất phí ấy, thì trên C845 cài vô tư luôn. Còn đối với của Samsung Q80D thì đơn thuần chỉ là những ứng dụng mà Samsung họ trang bị sẵn để người dùng có thể sẵn dùng và không có thể cài thêm được các ứng dụng từ bên ngoài. C845 65 inch bán với giá nhỉnh 18 triệu và hết ngày 7 tháng 7 này thì giá nó sẽ về cái giá cũ với cái giá là xấp xỉ khoảng 19. Đấy, thì các bác mua rồi thì các bác có thể là vẫn là đặt các câu hỏi, hoặc các bác chưa mua thì các bác có thể hình dung là đối với những mẫu TV hiện tại là TV thông minh ấy, đấy, thì các bác ưu tiên đầu tiên là nếu mà các bác để ý nhá, thì khung viền từ bên ngoài, thiết kế tràn viền này, chân đế ở hai đầu hay chân đế ở chính giữa này, hệ điều hành là Google TV hay nó chỉ đơn thuần là TV chạy TizenOS, TizenOS là của Samsung. Còn đối với WebOS là của LG. Và đối với Samsung và LG thì sẽ không có thể cài thêm được ứng dụng từ bên ngoài. Và tìm kiếm giọng nói chuẩn nhất, ra lệnh cho TV kiểu dạng như thế này: OK Google, mở YouTube. Không cần cầm điều khiển, ra lệnh TV thì TV ngay lập tức nó có thể thực hiện: OK Google, OK Google, tắt màn hình. Đấy, các anh nhìn nhé, nó vô cùng thông minh hiện tại nhé, vô cùng thông minh luôn. Ở đây là em đang để chế độ demo lên, khi báo tắt màn hình ấy, thì nó sẽ tự động nó sáng, nó khởi động cái tính năng như kiểu một bức tranh phong cảnh lên. TV dùng thì cực kỳ hữu hiệu. Đấy, tương tác ra câu lệnh, TV nó hiểu được giọng nói, làm được các cái phép tính toán đơn giản, hay đơn giản là các bác có thể truy cập các ứng dụng như thế này: OK Google, trở về màn hình chính. Đấy, các bác có thể gọi kênh nhé. Nếu mà TV nhà các bác đang có xem các kênh ở trên VTV Go hay FPT Play thì cũng có thể ra lệnh giọng nói để TV nó thực hiện được. Đó là các cái cấu hình. Nhưng về độ sáng thì sao? Đối với các cái phân khúc TV hiện tại, đấy, những dòng cao cấp đang bán ở trên thị trường thì Mi LED C845 nó đang xếp số 1 luôn, với độ sáng đạt đến 2000 nit. Đấy, các bác hình dung là độ sáng cao thì các bác đặt TV tại những không gian rộng, không gian thoáng, có nhiều ánh đèn, có nhiều cửa, hay các bác đặt ở ngoài sân luôn đi, thì cái chi tiết hình ảnh hiển thị độ tương phản trên Mi LED C845 nó vẫn là đỉnh nhất. Đấy, độ sáng cao như vậy, độ tương phản tốt, cái hiển thị khung hình với góc nhìn rộng nó sẽ giúp cho cái chất lượng hình ảnh nó vượt trội hoàn toàn. Đấy, cùng một chiếc TV với cái độ sáng khoảng 400 nit và một chiếc TV với độ sáng 2000 nit thì các bác nhìn thấy không, nó khác nhau hoàn toàn, nó cao gấp 5 lần luôn. Nên là tầm này nhá, nếu mà các bác lựa chọn thì các bác cần đưa ra cái tiêu chí từ màn hình, từ khoảng cách ngồi xem, thiết kế khung viền, cấu hình bên trong, muốn tìm kiếm giọng nói hay là không, muốn tìm kiếm một chiếc TV có cái ứng dụng cơ bản hay là cần một chiếc TV cài thêm ứng dụng từ bên ngoài, thì có thể là đưa ra cái tiêu chí để lựa chọn. Tuy nhiên thì tầm này 55Q80D đang bán với giá nhỉnh 22 triệu thì đang khá là đắt. Đấy, nếu mà lựa chọn thì có thể lựa chọn thay vào đó là con 55Q70D nhá. Đấy, đang bán với giá nhỉnh 16.8-16.9 thôi thì nó sẽ phù hợp hơn. Mọi thông tin các bác cần hỗ trợ, cần tư vấn thì có thể điện về hotline hoặc là truy cập website hay là bình luận ở bên dưới cái video này. Em sẽ hỗ trợ trả lời phục vụ các bác. Cảm ơn các bác.